nhiều bạn nào mà chưa tham gia thời điểm đó thì ước gì có thể trở lại thời gian thì năm 27 để kiếm tiền quá dễ bỏ tiền vào thì giá của Bitcoin đã đi từ là 8900 đô đi thẳng lên tới 20.000 đô nhưng mà thật ra tại vì các bạn nhìn vào cái biểu đồ này đã tăng trưởng quá nhiều cho nên những được điều chỉnh nó càng ngày càng thu nhỏ lại chứ thật ra khi mà các bạn zoom in các bạn đi vào tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn thấy được là những đợt điều chỉnh này thật sự trong thời điểm điều chỉnh các bạn có vững lòng để mà các bạn tiếp tục lưu trữ hay là không tại vì bạn nhìn bây giờ thì bạn thấy được ồ oh, điều chỉnh 40% điều chỉnh 38% nhưng mà sau đó lại tăng trưởng nhưng mà thời điểm đó các bạn làm sao biết được là còn tăng trưởng hay là không đây là cái điểm rất khó cho một mùa tăng trưởng các bạn thấy được chúng ta bây giờ nhìn lại đi giả sử như là các bạn đang nằm trong đợt điều chỉnh này mà giá điều chỉnh 40,64% mà các bạn chưa thấy được những cái ngọn nến màu xanh sau đó thì các bạn sẽ làm gì các bạn cảm thấy được là tài sản của mình bị bóc hơi trong thời gian chỉ có là vài ngày thôi thì tài sản đã bị bốc hơi 40% Cái bạn đầu tư 1 triệu các bạn đã mất đi 400 000 đô trong thời gian chỉ có vài ngày các bạn có chịu nổi hay là không Và các bạn thấy được là lý do tại sao mà nhiều người kiếm được nhiều lợi nhuận từ năm 2017 là tại vì Những người đó là những người rất là cứng tay, có lòng tin rất vững chắc Cho nên mới có thể là tiếp tục lưu trữ và nhìn thấy giá cả tăng trưởng như mình mong muốn và có được lợi nhuận cao Cho nên nhìn lại thì làm giàu trong thị trường này rất là khó, các bạn cần phải có lòng tin vững chắc, các bạn cần phải có những chiến lược vững chắc chứ không phải là chúng ta mua và bán theo cảm tính, theo cảm hứng hàng ngày. Các bạn cần phải có một cái chiến lược vững vàng khi nào mua, khi nào bán, khi nào chốt lời. Các bạn thì đây là những điều mà rất quan trọng mà các bạn cần phải có sẵn trước khi mà chúng ta tham gia vào thị trường này. Chứ nếu không, hàng ngày giá cả tăng mạnh thì các bạn lại FOMO, các bạn sợ bị bỏ lỡ cơ hội, các bạn nhảy vào mua giá cao. Sau đó thì giá đi xuống các bạn lại lo sợ, các bạn lại bán. Nhưng mà giá lại hồi phục lại, các bạn lại lo sợ lại mức cái chuyến đò lại nhảy lên trở lại với cái giá cao hơn Nhiều bạn thì còn chút lời ở cái mức là chúng ta thấy là giá suy tăng lên 35 ngàn đi Nhiều bạn cảm thấy là giá quá cao Bán nhưng mà từ 35 ngàn Bitcoin đi rất nhanh Lên tới 45 ngàn thì nhiều bạn lại sợ là Bitcoin đi thẳng tới 100 ngàn Thì lại mua lại lấy cái số tiền mà mình bán Bitcoin mức 35 ngàn Mà mua lại mức là 45 ngàn Có nghĩa là cùng số tiền đó các bạn mua lại ít Bitcoin hơn Nhưng mà sau đó giá lại bị điều chỉnh Thì nhiều bạn lại quán sợ lại bán Các bạn thấy được đây là những cái cách làm mà khiến cho các bạn không đạt được những cái điều như là ý muốn cho nên các bạn cần phải có một cái chiến lược và chiến lược mà thường áp dụng các bạn cũng đã biết đó chính là trung bình giá nghĩa là mua liên tục và mua hàng tuần cho nên như bạn hỏi thuận là trong thời điểm này thuận có mua bitcoin hay không thì câu trả lời là đương nhiên là có tại vì thuận mua hàng tuần cho nên thuận vẫn tiếp tục trung bình giá đây là điều mà thuận đã chia sẻ với các bạn như bạn hỏi thuận là trong điều chỉnh này thuận đã mua lại cái phần mà 20% mươi phần trăm thuận chút lời hay chưa thì câu trả lời thuận vẫn là chưa tại vì sao tại vì Tuy là giá Bitcoin đã xuống còn 44.000 rất hấp dẫn đối với Thuận Tại vì các bạn có thể biết là Thuận à, bán 2% Ở trên cái mức là cũng khá cao Lúc đó là khoảng 56.000 Thì chúng ta được là sau khi Thuận bán thì giá lên 58.000 Nhưng mà sau đó lại đi trở xuống ở mức thấp là 44.000 Thì hồi sáng này Thuận thấy Bitcoin mức là 45-46.000 Thời gian cũng khá lâu Thuận cũng đã từng suy nghĩ tới là mua lại Nhưng mà khi mà các bạn sống ở Hoa Kỳ các bạn cần phải hiểu được đó Khi mà Thuận mua lại đó thì thuận phải đóng thuế cho nên chúng ta thấy được là cái phần lợi thuận có phải trừ ra cái phần thuế. trên đối với thuận đó, tuy là giá bitcoin điều chỉnh 21, 22, 23% thì rất tốt nhưng mà đối với bản thân thuận đó, thì thuận cần thấy được bitcoin điều chỉnh sâu hơn nữa để có được cái phần lợi nhuận cần thiết. nhưng mà trong cái thời điểm này thuận vẫn còn 80% bitcoin trong thị trường này và thuận vẫn tiếp tục chứng minh giá cho nên thuận vẫn tiếp tục ở đây, thị trường này ở thời điểm hiện bây giờ đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì như bạn bây giờ hỏi thuận là có phải chúng ta đã tới đỉnh thử nghĩ đây chúng ta sẽ không phải thấy một điều chỉnh mà chúng ta sẽ thấy một cái đợt đi xuống giá và đi vào một mùa đông khí tồn hay là không thì hiện bây giờ đó chúng ta phải cần nhìn vào một số những thông tin thì đối thuận cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có lý do gì nghĩ là chúng ta đã kết thúc mùa tăng trưởng tại vì thuận dựa theo một số những chỉ số mà thường thường hay chia sẻ với các bạn cũng như là dựa theo một số những suy nghĩ cá nhân Chúng ta cũng nhìn vào một cái tài liệu mà thường đã chia sẻ cách đây không có lâu Cách đây khoảng chừng là vài ngày, ngày 21 tây, hai ngày trước Thường đã chia sẻ với các bạn đó là các bạn nghĩ chúng ta đang nằm trong cái thời điểm nào của cái chu kỳ tâm lý thị trường Các bạn cũng đã nhớ là có rất nhiều bạn bỏ phiếu 633 bạn bỏ phiếu và các bạn thấy được là rất nhiều bạn phần lớn tin tưởng là chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm gọi là niềm tin thì niềm tin chính là cái thời điểm này trên màn hình các bạn thấy được niềm tin vẫn là khoảng chừng giữa đường mà thôi nghĩa là chúng ta còn tăng trưởng thêm nửa chặng đường nữa nhưng mà trong một cái mô hình tăng trưởng parabolic như là tăng trưởng À, dựng đứng đó thì các bạn thấy được là càng đi sâu vào mùa tăng trưởng thì cái phần trăm tăng trưởng càng nhiều có nghĩa là nếu chúng ta thực sự đang nằm ở trong cái thời điểm niềm tin như bạn nghĩ là chúng ta đang nằm trong thời điểm phấn khích thì các bạn thấy được là niềm tin phấn khích chúng ta vẫn còn một khoảng đường nữa và cái khoảng đường còn lại của cái đợt tăng trưởng là cái khoảng đường mà chúng ta thấy giá cả tăng rất là nhanh cho nên cái về việc mà giá cả có thể tăng lên 100 000 đô hay không thì nếu chúng ta đang nằm trong thời điểm niềm tin thì hoàn toàn là có thể thậm chí vấn khích chúng ta cũng có thể thấy được cái được tăng trưởng đó các bạn cũng đừng nên quên là năm 2017 Bitcoin đi từ 10.000 đô lên tới 20.000 đô trong phạm vi thời gian chỉ có là 16, 17 ngày mà thôi. Cho nên cái thời điểm cuối cùng của được tăng trưởng là cái thời điểm mà gọi là blow up top như là các bạn có thể thấy được giá cả tăng trưởng rất nhanh trong khoảng thời gian rất là ngắn thì như bài nào mà không đành vào cái chu kỳ tâm lý thị trường này đó các bạn cũng nên à, tìm hiểu à, Thường có làm rất nhiều video về cái chu kỳ tâm lý thị trường này và những cái video gần đây nhất thường làm đó chính là cái video 922 trăm cái tay khoảng một tháng thường chia sẻ về à, đầu tư cần hiểu biểu đồ tâm lý thị trường nhưng bài nào mà chưa xem thì hãy xem để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và một trong những điều mà các bạn muốn hỏi bản thân mình là mình đang nghĩ là mình đang ở đâu thì các bạn thấy được là bên dưới này thì ngoài trừ tên của cái thời điểm thường có để một số thông tin như là các bạn thấy được là niềm tin thì niềm tin là nhiều người bây giờ là lúc này sẽ tập trung vào đầu tư có nghĩa là các bạn không quan tâm đến bất cứ một mã đầu tư khác mà chỉ tập trung vào đầu tư crypto mà thôi đây là cái thời điểm niềm tin khi mà chúng ta lên tới phấn khích đó có nghĩa là không những là các bạn à, tập trung vào đầu tư các bạn đã có một chút thành quả mà các bạn còn nói là chúng ta sẽ mua thêm bằng margin chúng ta phải làm sao để có thêm tiền để mà mua và chúng ta sẽ nói những người mà chúng ta biết để mà thu mua thị trường này thu mua thêm bitcoin thu mua thêm crypto vân vân đây là điểm phấn khích hưng phấn là lúc mà các bạn cảm thấy là mình là thiên tài tất cả chúng ta đều sẽ giàu có và kế tiếp là kiêu căng chiêu căng là cái thời điểm mà các bạn thấy là giá nó đến đỉnh sau đó đi xuống và có cái sự hồi phục thì thời điểm đó là cái thời điểm mà nhiều người nghĩ là đây chỉ là một cái đợt điều chỉnh một chút đi giá thì tiếp tục tăng thì nhiều bạn có thể là nhìn vào cái tài liệu này mà nói là thường cứ nghĩ là chúng ta không phải là trong thời điểm niềm tin mà đang trong cái thời điểm kiêu căng hay là không có nghĩa là nhiều người nghĩ bây giờ chỉ là điều chỉnh một chút để giá có thể tiếp tục tăng thì đây là quan điểm của từng người đối với thuận thì thuận không nghĩ như vậy tại vì sao tại vì trước hết là so sánh với lịch sử của năm 2017 đó thì như đại thuận mới vừa chia sẻ chúng ta vẫn chưa có nhiều cái đợt điều chỉnh đây thật sự nói là cái đợt điều chỉnh có thể nói là thứ gì hay không thì thuận không có dám chắc nữa tại vì chúng ta chỉ mới điều chỉnh có 23% thôi mà trong khi các bạn thấy là những đợt đi lên cái thời điểm trước đây năm 2017 năm 2013 đã có rất nhiều đợt điều chỉnh mà điều chỉnh sâu xuống 30 40% cái đợt điều chỉnh này chỉ 23% thôi bởi vì chúng ta cũng chưa chắc đây là cái đợt điều chỉnh thứ nhì cho nên nếu như nói thuận là chúng ta đã tới thời điểm kết thúc rồi thì thuận không có nhiều lòng tin vào cái giả thuyết đó cũng như là chúng ta nhìn một số những cái tài liệu khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái tình hình thì bây giờ thì những chỉ số on chain bây giờ đang chỉ vào xu hướng như thế nào và trước khi mà thuận đi vào những cái chi tiết on chain đó thì chúng ta thấy là ngày hôm qua thường có đăng một bài viết là dựa theo crypto khoan thì số lượng lớn Bitcoin đẩy lên trên sàn Gemini trước khi có sự xuống giá này thì Coinbase Premium xuống dưới là 1 mươi trước khi nhảy lên 486 rất là nhanh nghĩa là những nhà đầu tư bán các cá voi thu mua thì cái dùng thu mua là xoay quanh 42 000 thì nhiều bạn nghĩ là thường nay để lộn tại vì giá Bitcoin từ hôm qua tới giờ đâu có xuống dưới 42.000 đâu. Hôm qua chỉ xuống dưới là các bạn thấy là cái thời điểm là 48.000 nhưng mà đẩy lên rất là nhanh. Thì hôm nay Thuận đã chia sẻ là các bạn thấy được là hôm qua Thuận đang có bài này đây nhiều bạn nghĩ là Thuận đã ghi lộn là 42.000 vì giá đâu có xuống tới mức đó đâu. Nhưng mà Thuận muốn nói điều mà Thuận muốn chia sẻ đó chính là giá mà xuống càng gần 42.000 thì lực mua càng mạnh. Thật ra, khi tục hoa nghĩ là cái dùng hỗ trợ sẽ khoảng 46.000 nhưng mà Thường thì phải trừ hao một chút. Thường cảm thấy là cái dùng hỗ trợ khi chúng ta nhìn vào những cái đợt mà chúng ta thấy cái số lượng lớn Bitcoin rồi gọi Coinbase á. Thì tôi nghĩ là trừ hao thì 42.000 là giá hợp lý hơn. Có nghĩa là càng đến gần 42.000 thì sẽ càng có lực mua càng mạnh. Tại vì đó là cái thời điểm mà những cá voi thu mua số lượng lớn trước đó. Thì nếu như mà cá voi thu mua 46.000 thì tôi nghĩ là họ sẽ để cho giá có thể đi xuống dưới 46.000 một chút. Trước khi mà họ mua để mà đẩy giá lên. Giống như là chúng ta thấy được là ngày hôm nay thì giá cả đi xuống tới mức là khoảng 44.800 trước khi mà chúng ta thấy có cái lực mua đi vào để mà đẩy giá bịch không trở lên thì đây là điều mà Thuận muốn nói với các bạn trong cái bài viết bình thường đã chia sẻ hồi sáng này nói về cái bài viết thường chia sẻ ngày hôm qua nhưng mà nếu như các bạn hỏi thuận là thuận có nghĩ là bitcoin sẽ tiếp tục điều chỉnh mạnh xuống hay không thì thuận không nghĩ như vậy tại vì dựa theo cái tài liệu mà thuận thu thập được đó, thì không có chỉ về xu hướng đó đương nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mà hiện bây giờ thuận không có dẫn chứng cho thấy là giá có thể đi xuống dưới 42.000 và chúng ta được là giá ngày hôm nay chỉ xuống tới 44.900 mà thôi